đội tuyển Việt Nam nhận thưởng hơn 7 tỷ đồng cho vị trí Á quân AFF Cup. Với việc nhận thêm 100.000 USD, hơn 2,3 tỷ đồng với vị trí Á quân AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam có tổng tiền thưởng là hơn 7 tỷ đồng tại giải năm nay. Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng từ VFF sau vòng bảng, 1 tỷ đồng cho trận thắng Malaysia 3-0, 500 triệu đồng cho trận thắng Myanmar 3-0, 500 triệu đồng nữa cho trận thắng Lào 6-0, nhận 2 tỷ đồng ở bán kết. Lượt đi hòa Indonesia 0-0 được thưởng 500 triệu đồng, lượt về thắng 2-0 được thưởng 1,5 tỷ đồng. Đến trận chung kết lượt đi, đội được thưởng 1 tỷ đồng cho trận hòa Thái Lan 2-2. Chỉ có trận chung kết lượt về thua đối thủ 0-1, đội không được thưởng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Tổng cộng, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo nhận về 5 tỷ đồng tiền thưởng từ VFF. Sau trận chung kết lượt về, với vị trí Á quân, đội tuyển Việt Nam nhận 100.000 USD là 2,3 tỷ đồng tiền thưởng từ ban tổ chức AFF Cup 2022, nâng số tiền thưởng của đội lên 7,3 tỷ đồng. Ngoài tiền thưởng tập thể, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của đội tuyển Việt Nam nhận thêm tiền thưởng từ danh hiệu vua phá lưới. Giá trị tiền thưởng của danh hiệu này là 5.000 USD, hơn 117 triệu đồng. Tiến Linh là đồng vua phá lưới với Giang Đa Thái Lan. Anh sẽ được nhận một nửa số tiền trên, tức 2.500 USD là gần 59 triệu đồng. Tiến Linh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên có danh hiệu vua phá lưới AFF Cup. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ rời Thái Lan vào chiều nay là 17 tháng 1, đáp chuyến bay về Hà Nội. Dự kiến đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có mặt tại Hà Nội vào khoảng 18 giờ cùng ngày.